Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được ra mắt quý vị và các bạn trong một ngày đặc biệt, ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chiến thắng 30 tháng 4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tiếp nối truyền thống bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác tuyên truyền đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và củng cố vững chắc hơn nữa thế trận quốc phòng an ninh khu vực biên giới biển đảo đã được triển khai đồng bộ, tạo thành sức mạnh toàn dân. Đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt trong chương trình Biên giới biển đảo quê hương hàng tuần sẽ chính thức lên sóng vào ngày 30 tháng 4 này. Chương trình Biên giới biển đảo quê hương do Ủy ban Biên giới Bộ Ngoại giao và Truyền hình Thông tấn phối hợp thực hiện sẽ cung cấp những thông tin chuẩn xác, nhanh nhạy, kịp thời về các sự kiện liên quan tới biên giới biển đảo của đất nước, phản ánh đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào tại các vùng biên giới hải đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, mối quan hệ hữu nghị với các nước có chung đường biên giới, phổ biến các văn bản pháp lý về chủ quyền quốc gia trên bộ và trên biển. Trong chương trình, chúng tôi cũng sẽ mời tới trường quay các chuyên gia, nhà nghiên cứu để cùng bàn luận về những vấn đề liên quan tới chủ quyền quốc gia, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những nét đẹp văn hóa truyền thống, những danh lam thắng cảnh, tiềm năng kinh tế xã hội du lịch của các địa phương trên vùng biên giới hải đảo của đất nước. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong mục Thời sự biên cương. Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh ở khu vực biên giới, đấu tranh kiên quyết có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương biên giới. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cũng đã tích cực tham gia phòng chống lụt bão, làm tốt công tác dân vận, xây dựng nhiều mô hình nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh như mô hình quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm bản, khu vực biên giới. Trong chuyến thăm và làm việc với các tỉnh miền Trung, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã ra thăm huyện đảo Lý Sơn. Tại cuộc gặp, chia sẻ với những khó khăn của ngư dân, Chủ tịch nước hoan nghênh những thành quả lớn lao của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, từ đời này qua đời khác đã kiên trì bám biển, giữ vững ngư trường, mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho đất nước, đồng thời khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia. Chủ tịch nước cũng đề nghị các tổ chức nghiệp đoàn tiếp tục tăng cường các hình thức vận động hỗ trợ ngư dân bám biển. Sáng 14 tháng 4, tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh khởi công dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cảng Lạch Huyện, Hợp Phần A. Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cảng biển Hải Phòng được xác định là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế loại 1A, trong đó khu bến Lạch Huyện là khu bến đặc biệt quan trọng. Theo thiết kế, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng được đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ bốc xếp đồng bộ, hiện đại, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn từ 4.000 đến 6.000 TEU và lên đến 8.000 TEU. Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng dự kiến sau khi hoàn thành vào năm 2016 sẽ góp phần thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ http://hoangsa.danang.gov.vn. Việc ra mắt website này nhằm đáp ứng sự mong mỏi và chờ đợi của những tấm lòng người con đất Việt cũng như bạn bè trên thế giới. Đây sẽ là địa chỉ cung cấp và tiếp nhận các thông tin chính thức về các hoạt động, sự kiện, văn bản pháp lý của Hoàng Sa. Theo thiết kế, trang web gồm 5 mục chính. Bên cạnh phần giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quần đảo Hoàng Sa cùng các cơ sở lịch sử, pháp lý sẽ là mục tin tức, sự kiện cập nhật các thông tin nổi bật trong nước và quốc tế, các hoạt động liên quan. Đường dẫn và cầu cửa khẩu Tân Nam Mơn Chay nối liền biên giới hai nước Việt Nam Campuchia vừa được khởi công xây dựng. Dự án đường dẫn và cầu Tân Nam Mơn Chay có tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng, khoảng 2,2 triệu đô la Mỹ, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh Tây Ninh. Công trình thuộc dự án đường ra cửa khẩu, phát triển thương mại biên giới của tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp danh của Campuchia. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công. Sáng ngày 28 tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử đình làng An Vĩnh và di sản phi vật thể quốc gia, lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa, đồng thời tổ chức lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa được 13 dòng họ trên huyện đảo Lý Sơn tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm, là lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân ven biển và hải đảo từ nhiều thế kỷ qua. Đây là ngày hội lớn của ngư dân Quảng Ngãi và người dân ở nhiều địa phương ven
biển trong cả nước, góp phần khơi dậy ý thức bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc, tri ân những thế hệ cha ông ngày trước đã không tiếc xương máu để bảo vệ biển đảo của quê hương. Nhân dịp này, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội thảo quốc tế chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khía cạnh lịch sử và pháp lý. Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ những cơ sở pháp lý lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lễ khánh thành trường tiểu học thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra sáng ngày 21 tháng 4. Đây là ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên quần đảo Trường Sa với tổng kinh phí trên 10 tỷ 500 triệu đồng. Công trình gồm 2 phòng học, phòng vui chơi, phòng thư viện, phòng giáo vụ, 2 phòng công vụ và các công trình phụ trợ. Ngoài ra, trường còn được trang bị nhiều trang thiết bị học tập khác gồm 5 bộ máy vi tính, 1 bộ máy chiếu và hơn 5.000 sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện. Công trình do Quỹ Học bổng Vừa A Dính tài trợ, hoàn toàn kinh phí xây dựng từ chương trình Vì Học sinh Trường Sa Thân Yêu. Từ ngày 18 đến 20 tháng 4, tại cửa biển Gành Hào, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã diễn ra lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ 10. Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải gồm 2 phần. Phần lễ thực hiện theo nghi thức truyền thống và tổ chức đoàn ghe ra biển làm lễ rước ông. Phần hội gồm các nội dung như tổ chức hội thi ẩm thực, hội thi các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao. Cũng tại lễ hội năm nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục bộ da cá nhám voi lớn nhất tại Lăng Ông Nam Hải. Triển lãm tranh ký họa và ảnh thời sự nghệ thuật với chủ đề Biển đảo Tây Nam đã khai mạc ngày 25 tháng 4 tại tỉnh Vĩnh Long. 153 tác phẩm tiêu biểu được trưng bày đã phản ánh sinh động đời sống lao động học tập của Đảng bộ, nhân dân tại quần đảo Nam Du thuộc hai xã An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cũng như những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, nhiều bức ảnh ký họa đã tập trung khai thác đậm nét về cuộc sống yên bình, về những con người đang ngày đêm làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển. Thưa quý vị khán giả, vinh dự được mang họ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, người dân tộc Paco đã hết lòng đi theo Đảng, vươn lên phát triển kinh tế gia đình và phát triển kinh tế địa phương, tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc. Đó là tấm gương cựu chiến binh Hồ Văn Mòn ở bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, người mà bà con dân bản vẫn gọi một cách thân thương trìu mến là Côn Thương. Những cánh rừng quế, cà phê bởi lời xanh tốt hứa hẹn những mùa bội thu này là kết quả công sức của người cựu chiến binh Côn Thương. Trở về từ chiến trường, thấy cuộc sống của gia đình còn vất vả, thiếu thốn, ông đã quyết tâm khai phá đổi trọc, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Những vạt sừng cứ nối nhau mọc lên đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng. Cuộc sống nhờ vậy cũng no đủ hơn. Nhớ lời dặn của Bác Hồ, lòng dân đói, bụng dân không yên thì làm sao bảo vệ được Tổ quốc. Thấy dân bản còn nghèo đói, ông lại lặn lội gùi theo các loại cây giống đến từng thôn bản, từng nhà và gặp từng người để tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho bà con cách trồng rừng. Bà con phải đi trồng cây nghe. Côn Thương còn đưa bà con đến tận nương, dãy nhà mình để tham quan. Tài liệu của cán bộ lâm nghiệp phát, ông dịch sang tiếng Paco để mọi người cùng đọc. Khi hướng dẫn bà con, Côn Thương cũng cố gắng nói thật cụ thể để bà con dễ hiểu, dễ làm theo. Để bà con hiểu là cách mình đào hộ để bỏ, mình trong ở đây, xong là mình bỏ phân vô cho nó, đó, mình trước khi trong là ấn cho nó chặt, khỏi xung quanh này sau đây là bỏ phân vô, để là cho cây là lên tốt, để nó phát triển nhanh. Tin tưởng và hiểu bụng Côn Thương, cả xã A Ngo bảo nhau cùng trồng rừng. Cứ thế, rừng của dân A Ngo đã phủ dài hàng trăm hecta đồi núi như một vành đai xanh trải dọc theo đường biên giới của xã. Dân A Ngo bây giờ nhà nào cũng có tivi, xe máy và các công cụ, máy cơ giới để phục vụ sản xuất.
xã đã xóa hết hộ đói, giảm hẳn hộ nghèo, không còn trẻ mù chữ, các hoạt động văn hóa xã hội ngày càng có nhiều khởi sắc. Cảm phục tấm lòng của ông, dân bản gọi ông là Côn Thương. Đối với người dân A Ngo, cái tên này biểu hiện cho ý chí quyết tâm vượt khó, sự chia sẻ và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Người dân A Ngo bảo, Côn Thương chưa thật giàu, kinh nghiệm trồng rừng của Côn Thương cũng chưa nhiều, nhưng cái ơn của Côn Thương đối với dân bản mình thì kể mãi không hết. Gia đình tôi và dân bản hết đói nghèo rồi. Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho người dân chúng tôi khai khẩn đất hoang, lại cấp cho cây giống phân bón. Dân bản chúng tôi theo Côn Thương, theo bộ đội biên phòng trồng rừng, giờ đã không còn phải lo miếng cơm manh áo nữa. Nhưng Côn Thương không chỉ lo làm kinh tế. Từng là người lính, chứng kiến đồng đội và bà con ngã xuống vì mảnh đất này, nên ông hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới quốc gia. Ông tham gia phong trào, xa làng trưởng bản bảo vệ đường biên cột mốc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình. Mỗi tháng một đôi lần, người cựu chiến binh Paco ấy lại cắt rừng đến kiểm tra và phát quang cột mốc. Con đường từ bản ra cột mốc đã quen bước chân ông. Côn Thương còn đến từng nhà, gặp gỡ từng người dân bản, từ thanh niên, phụ nữ đến các bậc cao tuổi để tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bảo vệ đường biên, cột mốc quê hương. Từ việc làm đầy ý thức và trách nhiệm của ông, hầu hết mọi người dân A Ngo đều chấp hành nghiêm các hiệp định về quy chế khu vực biên giới. Tình trạng vi phạm pháp luật đã giảm hẳn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào. Kinh tế của gia đình của Côn Thương là rất khá giả, nhà cửa là khang trang, tiện nghi sinh hoạt là đầy đủ, con cái được trường học hành. Từ việc làm của Côn Thương đã vận động bà con nông thôn bản tiếp tục khai phá đất, lập vườn ươm trồng rừng và đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc. Đến hôm nay toàn bản cửa khẩu bản La Lai là có cái mô hình kinh tế làm ăn giỏi của địa phương huyện Đắk Rông và bản được công nhận là cái bản văn hóa. Với cái nhiệm vụ vai trò và phẩm chất của người lính, nhờ đó là Côn Thương đã xác định được vị trí của mình trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thực hiện cái chương trình bản tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn trật tự trị an. Côn Thương đã vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ tích cực. Chính vì vậy trong những năm qua, bản La Lai đã cung cấp cho đồn biên phòng cửa khẩu La Lai nhiều cái tin tức quan trọng và cùng với đơn vị tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc một cách thường xuyên và giữ vững trật tự trị an trên thôn bản. Trên dãy Trường Sơn trùng điệp, những cánh rừng mang lại giá trị kinh tế cao ngày càng được nhân rộng. Côn Thương, người cựu chiến binh ấy đã góp phần làm hồi sinh một vùng đất, tích cực đưa cộng đồng dân tộc miền biên ải vươn lên làm giàu, nâng cao ý thức của bà con trong bảo vệ biên cương tổ quốc. Hôm nay, mỗi một người dân A Ngo đều là Côn Thương, mỗi cây rừng A Ngo sẽ là một người Paco tạo nên phên rậu vững chắc cho biên giới tổ quốc trên miền Tây Quảng Trị anh hùng. Với hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam luôn được cả thế giới biết đến là một dân tộc không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực ngoại xâm nào. Các thế hệ người Việt Nam, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi bằng mưu lược quân sự đầy biến hóa, khi lại bằng tài ngoại giao khéo léo, đã luôn giữ vững bờ cõi Giang Sơn mà tổ tiên để lại từ ngàn đời nay. Nằm trên bán đảo Đông Dương, là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam cũng luôn là một thành phần không thể tách rời của châu Á-Thái Bình Dương. Một khu vực được coi là năng động của thế giới, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều xung đột. Lãnh thổ Việt Nam tuy có chiều ngang hẹp, nhưng được trải dài trên nhiều vĩ độ từ Bắc xuống Nam, có đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với nhiều quốc gia như Trung Quốc ở phía Bắc, với tổng chiều dài gần 1.450 km, phần lớn dựa theo núi sông tự nhiên, cùng những hẻm núi hiểm trở. Biên giới phía Tây tiếp giáp với Lào dài hơn 2.067 km, phần lớn nằm dọc theo dãy Trường Sơn, tiếng Lào gọi là Phu Luông, được chia làm nhiều đoạn, mở ra những tuyến giao thông quan trọng nối liền thung lũng sông Mekong ở phía trong với biển Đông ở phía ngoài. Biên giới Tây Nam tiếp giáp với Campuchia dài hơn 1.130 km, phần lớn xuyên qua các vùng đồi thoải, tới phía Tây Nam thị xã Tây Ninh chạy qua vùng đồng bằng thuộc hạ lưu sông Mekong. Với mong muốn xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định,
Trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực cùng các nước láng giềng giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền. Đến nay, Việt Nam đã giải quyết xong các vấn đề biên giới trên đất liền với Trung Quốc, hoàn thành việc hoạch định đường biên giới với Lào và đang tiến hành dự án tăng dày tôn tạo mốc quốc giới trên tuyến biên giới Việt-Lào. Đang nỗ lực cùng Campuchia triển khai công tác phân giới cắm mốc trên thực địa, phấn đấu sớm giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Không chỉ có đường biên giới trên đất liền dài, Việt Nam còn được coi là một quốc gia biển với đường bờ biển dài trên 3.260 km cùng hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ nằm trên thềm lục địa và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Như vậy, nếu tính trung bình khoảng 100 km vuông đất liền sẽ có khoảng 1 km bờ biển. Tỷ lệ này cao gấp 6 lần của thế giới và không một nơi nào trên đất nước ta lại cách xa biển hơn 500 km. Do hầu hết lãnh thổ đều có hướng chính ra biển là hướng đông, vì vậy người Việt Nam từ bao đời nay đã đặt tên cho cả vùng biển này là Biển Đông. Cái tên đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam và gắn liền với sự phát triển, trường tồn của dân tộc Việt Nam. Biển Đông là một biển nửa kín với diện tích khoảng 3,4 triệu km vuông, được bao bọc bởi 9 quốc gia là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và vùng lãnh thổ Đài Loan. Biển Đông là tuyến vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai thế giới sau tuyến Địa Trung Hải với khoảng 150 đến 200 tàu trọng tải lớn qua lại mỗi ngày. Biển Đông còn được các nhà kinh tế đánh giá là vùng biển có nhiều nguồn lợi về tài nguyên khoáng sản và thủy hải sản. Biển Đông đem lại cho những quốc gia ven biển những điều kiện tự nhiên thuận lợi to lớn để mở rộng giao thương, phát triển kinh tế. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là tuyến đường hàng hải huyết mạch giữa châu Âu, Trung Cận Đông và Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực. Do vậy, việc duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông luôn là mối quan tâm không chỉ của các nước trong khu vực mà còn các nước ngoài khu vực. Biển Đông cũng là nơi tồn tại tranh chấp chủ quyền lãnh thổ hết sức phức tạp liên quan đến nhiều nước. Với thiện chí của một dân tộc yêu chuộng hòa bình và với lòng mong muốn duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, thúc đẩy sự phát triển phồn vinh chung của cả khu vực, Việt Nam luôn sẵn sàng thông qua các biện pháp hòa bình giải quyết những bất đồng với các bên liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong những năm qua, Đảng nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền về biển đảo. Công tác tuyên truyền về biển đảo đã được triển khai một cách rất đồng bộ với những cái hình thức rất là phong phú và đa dạng, và đã góp phần nâng cao cái nhận thức của người dân về chủ quyền biên giới lãnh thổ cũng như chủ quyền biển đảo của quốc gia. Trong cái bối cảnh tình hình Biển Đông gần đây diễn biến hết sức là phức tạp, thì cái nhu cầu về thông tin liên quan đến các vấn đề chủ quyền biển đảo của đất nước trong các cái tầng lớp nhân dân ngày càng tăng cao. Trong cái bối cảnh đó thì cái việc truyền hình thông tấn xã triển khai phát sóng chương trình biên giới biển đảo quê hương là một cái việc làm thiết thực, kịp thời để thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong cái công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ nói chung cũng như là về chủ quyền biển đảo Việt Nam nói riêng. Thông tấn xã Việt Nam là cái cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước. Truyền hình thông tấn xã được đông đảo khán giả trong và ngoài nước hết sức quan tâm và được đánh giá cao về nội dung cũng các cái thông tin. Thì tôi tin rằng là cái việc mà truyền hình thông tấn xã đưa vào hoạt động cái chương trình biên giới biển đảo quê hương sẽ giúp cho khán giả có được những thông tin chính thống về các vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ và chủ quyền biển đảo của đất nước. Xuất phát từ yêu cầu của đông đảo khán giả xem truyền hình cả nước cũng như bà con Việt kiều ở nước ngoài trong việc tiếp cận những thông tin chính xác, đầy đủ và trung thực nhất về mọi vấn đề liên quan đến tình hình biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Việt Nam, bắt đầu từ tháng 4 năm 2013, truyền hình thông tấn xã Việt Nam phát sóng chương trình biên giới biển đảo quê hương
Dự kiến mỗi chương trình có thời lượng khoảng 25 đến 27 phút. Chương trình sẽ đi sâu vào những vấn đề vừa mang tính thời sự, vừa hàm chứa góc nhìn khoa học, lịch sử về các nội dung trên. Với tư cách là cái cơ quan chủ quản về công tác biên giới lãnh thổ của nhà nước, Ủy ban Biên giới Quốc gia sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với lại truyền hình Thông tấn xã để cung cấp những cái thông tin chuẩn xác về cái tình hình biên giới lãnh thổ, tình hình biển đảo của đất nước cho khán giả truyền hình trong cả nước. Hy vọng rằng thông qua các chuyên mục này, khán giả cả nước, kiều bào ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế sẽ có cái nhìn toàn diện hơn, đúng hơn về thực trạng biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của đất nước. Từ những cứ liệu lịch sử xác thực, những cơ sở pháp lý cần và đủ, những hoạt động ngoại giao đa dạng cũng như những việc làm cụ thể để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam, những vấn đề được đề cập trong các chuyên mục này cũng góp phần hết sức quan trọng để người Việt Nam khẳng định với thế giới rằng nước Việt Nam là của người Việt Nam, cương thổ, biên giới, hải đảo của Việt Nam là điều mà lịch sử và pháp luật quốc tế đã công nhận và là điều không thể chối cãi. Việt Nam luôn nêu cao chính nghĩa, đề cao luật pháp quốc tế, khẳng định với bạn bè quốc tế về chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, nỗ lực duy trì môi trường hòa bình ổn định cho công cuộc phát triển đất nước và giữ quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và bạn bè quốc tế. Ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai. Sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Thưa quý vị và các bạn, ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi, gỗ vùng cao về xuôi xây đổi mới, thắm tình nghĩa miền xuôi với miền ngược. Ôi đẹp sao, đây vùng cao quê hương đang đổi mới. Mỗi miền trên đất nước ta, đâu đâu cũng có những lời ca, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước. Trong mục Nét đẹp quê hương tuần này, mời quý vị và các bạn cùng ngắm những cảnh đẹp của Hà Giang, cùng lên cột cờ Lũng Cú của tỉnh Hà Giang, điểm xa nhất vùng cực Bắc Tổ quốc, chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng rộng 54 m², đại diện cho 54 dân tộc anh em nước Việt Nam, tung bay trong trời đất vùng biên ải, biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Clip này cũng khép lại chương trình Biên giới biển đảo quê hương tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về quê thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao, đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Này qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi.